Gắn bó với nghề nuôi tôm hàng chục năm nay, với diện tích 7 hectare, để hạn chế dịch bệnh cho tôm nuôi, ông Nguyễn Cường ở xã Diễn Trung đã sử dụng khá nhiều chế phẩm trong khâu xử lý nước, thức ăn cho tôm. Và mới đây, ông đã thực hiện giải pháp sử dụng cá để làm sạch nước sau khi nuôi tôm nhằm tái sử dụng và đã đạt kết quả khả quan. An toàn sinh học trong công nghệ lọc nước theo tuần hoàn. Nhưng mà không phải là tuần hoàn trực tiếp mà tuần hoàn qua ao cá thì thấy hiệu quả rõ rệt, là vì cái chỗ là đỡ mất nước. Cách đây hơn một năm, gia đình bà Lê Thị Giá ở xã Văn Thành quyết tâm không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón vô cơ cho diện tích 4 hectare cây ăn quả. Để cây phát triển tốt, bà đã mua cá loại, bã đậu, các loại trái cây bị rụng trong vườn để ủ làm phân bón cho cây. Với cách làm này, bà mong muốn sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp an toàn và góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, khi mới bắt tay vào thực hiện, mô hình đã gặp khá nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là làm nó hỏng này, gây mùi hôi thối này, rồi tốn kém này, mua về làm không được này. Rồi là người thân thì không tin tưởng này, bảo là hay vọc phá lung tung này, vẫn có rất nhiều khó khăn. Nhưng mà quan điểm của mình thì là chẳng có cái gì mà làm mà thành công ngay được. Cứ mạnh dạn, còn thì đến đâu ta cố gắng đến đó. Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn, hữu cơ đã thành công. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều mô hình bị thất bại. Nghệ An hiện có trên 200 hectare đất trồng cây, nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, diện tích có ứng dụng công nghệ cao hay sản xuất nông nghiệp sạch an toàn chỉ chiếm chưa đến 5%. Để mà sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ này, nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp công nghệ cao thì đòi hỏi là kể cả người dân hay là doanh nghiệp cũng phải có tiềm lực. Thứ nhất đó là anh phải có tiềm lực về kinh tế. Tiềm lực về kinh tế để anh có cái sự đầu tư, và một cái tiềm lực đó là về cái trí tuệ. Nhiều khi chúng ta nói anh phải có trí tuệ, anh mới tiếp cận được với nguồn vốn, anh mới tiếp cận về khoa học kỹ thuật. Sản xuất nông nghiệp nói chung cũng như là sản xuất mà nông nghiệp mà an toàn, nông nghiệp sạch nói riêng thì bao giờ cũng thể có một cái rủi ro rất là cao. Ngoài thị trường đang có cái sự lẫn lộn, cái trà trộn ấy, giữa là cái sản phẩm sạch và sản phẩm là chưa sạch, sản phẩm an toàn và sản phẩm chưa an toàn. Trong xu thế hiện nay, khi mà nhu cầu về sản phẩm sạch an toàn ngày càng tăng cao, thì vấn đề tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết hợp tác, tạo ra vùng sản xuất tập trung nhằm giảm giá thành sản phẩm và dễ kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở tiêu thụ là rất cần thiết. Để làm được điều đó, nhà nước cần thêm một số chính sách nhằm khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn.